lịch sử hình thành đất nước Hàn Quốc, Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên đã là nơi con người sinh sống từ rất sớm. Theo các thư tịch Triều Tiên cổ, vương quốc đầu tiên được kiến lập là Cổ Triều Tiên. Vương quốc này ra đời năm 2333 trước công nguyên. Cùng khoảng thời gian với nước Văn Lang của người Việt, cư dân Cổ Triều Tiên có nguồn gốc từ những bộ lạc vùng Mãn Châu và Bắc Triều Tiên. Ban đầu, Cổ Triều Tiên được kiến lập ở bán đảo Liêu Đông, nhưng sau đó, vương quốc chuyển đế đô về lưu vực Bình Ngưỡng ngày nay. Và cũng giống như 18 đời vua Hùng Văn Lang, Cổ Triều Tiên được cai trị bởi các đàn quân, một danh hiệu được trao cho người đứng đầu vương quốc. Thời kỳ này còn được gọi là đàn quân Triều Tiên. Sau này xuất hiện thời kỳ Cơ Tử Triều Tiên, tuy nhiên, thời kỳ này còn có nhiều ý kiến trái chiều. Trong những thế kỷ tiếp theo, ở phía Nam, một quốc gia nổi lên trở thành vương quốc thứ hai trên bán đảo Triều Tiên, đó là Thìn Quốc. Có rất ít tư liệu về Thìn Quốc còn sót lại, nhưng thực sự, vương quốc này rất phát triển. Nó có quan hệ thông thương thịnh đạt với nhà Hán Trung Quốc và với cư dân tại các đảo Nhật Bản. Quay trở lại phía Bắc, vương quốc cổ Triều Tiên phát triển hơn 2.000 năm, đến khoảng những năm 300 trước công nguyên, chiến sự liên miên tại Trung Quốc đẩy những cư dân tại đây chạy nạn ngày càng đông sang Triều Tiên. Nhất là sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc, làn sóng tị nạn ngày càng mạnh làm đảo lộn xã hội Triều Tiên. Trong hoàn cảnh đó, vương quốc cổ Triều Tiên suy yếu và phân liệu thành nhiều tiểu quốc nhỏ. Tại phía Tây Triều Tiên, một quý tộc nước Yên thời chiến quốc chạy nạn sang là Vệ Mãn đã xua quân chiếm đế đô Bình Ngưỡng, tự xưng làm vua cổ Triều Tiên năm 194 trước công nguyên, mở ra vương triều Vệ Mãn Triều Tiên. Ở phía Đông cũng nổi lên các vương quốc là Phù Dư, Ốc Trở cùng nhiều vùng lãnh thổ của các bộ lạc khác, trong đó vương quốc Phù Dư là quốc gia lớn và có tầm ảnh hưởng nhất. Các vị vua của vương quốc Phù Dư được trao danh hiệu đàn quân, danh hiệu từng được trao tặng cho những vị vua cai trị cổ Triều Tiên. Trong suốt nhiều thế hệ sau đó, Phù Dư đã phải liên tục chiến đấu với Vệ Mãn Triều và các nước láng giềng. Bằng những chiến thắng của mình, Phù Dư đã dần dần trở thành thế lực lớn nhất trong khu vực. Đặc biệt là sau khi Vệ Mãn Triều bị nhà Hán Trung Quốc diệt vào năm 108 trước công nguyên. Vai trò của Phù Dư ngày càng quan trọng, vương quốc này đã lãnh đạo nhân dân phục hưng đất nước. Dưới làn sóng đấu tranh của các dân tộc Triều Tiên, năm 82 trước công nguyên, nhà Hán buộc phải rút khỏi phần lớn lãnh thổ chiếm được từ Vệ Mãn. Sau khi nhà Hán bị đuổi khỏi Triều Tiên, Phù Dư, vương quốc lớn nhất đứng trước vận hội khôi phục đất nước. Thế nhưng Phù Dư đã không thể thống nhất Triều Tiên, bởi lẽ thời gian này cũng chứng kiến vương quốc rơi vào cuộc chiến quyền lực và bị phân tách làm Bắc Phù Dư và Đông Phù Dư. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục rơi vào cảnh phân liệt thành nhiều tiểu quốc. Trong số các tiểu quốc, tại đất Tốt Bản, Chùa Mông, một thế tử Phù Dư đã lưu lạc và được thủ lĩnh Tốt Bản gả con gái cho. Năm 37 trước công nguyên, Chùa Mông sáng lập vương quốc Cao Câu Ly. Khởi đầu từ vùng đất Tốt Bản, vương triều Cao Câu Ly dưới sự lãnh đạo của Thái Tổ Cao Chu Mông và con cháu của ông đã đòi lại các vùng đất từ tay Hán Triều và thống nhất các bộ lạc ở bán đảo Liêu Đông và Bắc Triều Tiên và mở rộng lãnh thổ đến cả vùng Mãn Châu rộng lớn. Cùng với sự phát triển hùng mạnh của Cao Câu Ly ở phía Bắc, tại phía Nam, cán bộ tộc dần được thống nhất, cuối cùng cho ra đời ba vương quốc là Bách Tế, Tân La và Già Gia. Năm 562, Già Gia bị Tân La sát nhập, bán đảo Triều Tiên chính thức rơi vào thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên với Cao Câu Ly, Bách Tế và Tân La. Trong khi Bách Tế và Tân La cạnh tranh ảnh hưởng tại phía Nam, thì tại phương Bắc, Cao Câu Ly cũng phải đối mặt với mối họa từ các vương triều Trung Hoa. Vương quốc Cao Câu Ly đã đối chọi với nhà Tào Ngụy, các bộ tộc du mục Hung Nô, đồng thời đánh bại các cuộc tấn công xâm lược lớn trong thời đại nhà Tùy, góp phần đẩy nhà Tùy diệt vong. Sau đó, Cao Câu Ly vẫn tiếp tục chống chọi với nhà Đường đến năm 645. Cao Câu Ly đã đánh bại 20 vạn quân Đường do chính Đường Thái Tông Lý Thế Dân chỉ huy. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh diễn ra liên miên, dần đẩy Cao Câu Ly diệt vong. Trong một nỗ lực liên thủ với vương quốc Bách Tế để hạ dứt điểm Tân La, Cao Câu Ly và Bách Tế bị Tân La phản công. Dưới sức ép liên quân Cao Câu Ly và Bách Tế, Tân La gửi thư cầu viện nhà Đường. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đồng ý và tiếp tục cử quân sang Triều Tiên. Năm 660, liên quân Đường, Tân La tiêu diệt Bách Tế. Sau đó liên quân hướng về phía Bắc tiến đánh Cao Câu Ly, nhưng Cao Câu Ly vẫn đứng vững. Trong những năm sau đó, liên quân Đường, Tân La vẫn tiếp tục quấy phá và cô lập Cao Câu Ly.
Đến năm 666, vua Cao Câu Ly băng hà, các vương tử tranh giành quyền lực, nội bộ Cao Câu Ly chia rẽ nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, Liên quân Đường, Tấn La mở một cuộc chiến dịch lớn tấn công Cao Câu Ly và lần này một Cao Câu Ly đã kiệt quệ vì chiến tranh và đấu giá nội bộ phải suy sụp. Tần La thống nhất được bán đảo Triều Tiên ở phía Nam, trong khi nhà Đường lập An Đông Đô Hộ Phủ tại miền Bắc. Cùng với đó là sự xuất hiện của vương quốc Bột Hải. Bột Hải được thành lập bởi một viên tướng Cao Câu Ly tại Mãn Châu. Trong suốt thời gian tồn tại, Bột Hải chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Mãn Châu và một số vùng nước Nga, và họ cũng tự coi mình là hậu duệ của Cao Câu Ly. Vương quốc tồn tại thịnh đạt trong gần 300 năm đến khi bị người Khiết Lan Điêu Quốc diệt vào năm 926. Quay trở lại với bán đảo Triều Tiên, sau khi giành chiến thắng, liên minh Đường, Tân La nhanh chóng tan vỡ. Năm 671, Tân La xua quân đánh An Đông, đô hộ phủ của nhà Đường. Đến năm 676 thì hoàn toàn đuổi được nhà Đường ra khỏi Triều Tiên, vương quốc Tân La thống nhất phần lớn lãnh thổ Tam Quốc Triều Tiên. Tân La thống nhất phát triển thịnh đạt đến những năm 780, vương quốc dần rơi vào bất ổn khi triều đình Tân La suy thoái. Triều Tiên một lần nữa rơi vào cảnh loạn Tam Quốc khi hậu duệ của vương triều Bách Tế nổi dậy, khôi phục lại vương quốc hậu Bách Tế, cùng với vương triều hậu Cao Câu Ly, Cao Ly cũng được dựng lên tại phía Bắc. Năm 935, Cao Ly chinh phục Tân La và một năm sau, năm 936, đến lượt Bách Tế sát nhập vào Cao Ly. Bán đảo Triều Tiên tái thống nhất dưới vương triều Cao Ly. Tiếng Cao Ly, Goryeo, cũng là nguồn gốc tên gọi tiếng Anh, Korea. Triều đại này tồn tại hơn 400 năm, tới tận năm 1392. Trong khoảng thời gian cai trị, Cao Ly bị quân Mông Cổ xâm chiếm vào năm 1231 và sau một khoảng thời gian dài chiến đấu, cuối cùng Cao Ly đầu hàng và trở thành một thuộc quốc Mông Cổ. Trong vòng 100 năm tiếp theo, Cao Ly chịu ách thống trị của Mông Cổ. Đến năm những năm 1340, đế chế Mông Cổ dần suy yếu và phải đối mặt với nổi dậy từ khắp nơi. Trong một cố gắng dập tắt khởi nghĩa tại Trung Quốc, năm 1392, Đại Nguyên yêu cầu Cao Ly điều quân cùng Mông Cổ tiến đánh nhà Minh ở phía Nam. Nhưng thay vì thực hiện mệnh lệnh thiên triều, vị tướng chỉ huy quân đội Cao Ly là Lý Thánh Quế đã trở về lật đổ vua Cao Ly và thành lập một triều đại tự do, thoát khỏi ách nô dịch của người Mông Cổ. Ông đặt tên vương quốc mới là Triều Tiên để vinh danh nước cổ Triều Tiên xưa kia. Dưới sự trị vì của nhà Lý, Triều Tiên đạt được rất nhiều thành tựu. Trong số đó nổi bật là việc sáng tạo ra bộ chữ Hangul của Thế Tông Triều Tiên hay nhiều lần đả bại các thế lực ngoại xâm. Vương triều Triều Tiên tồn tại hơn 500 năm đến năm 1897 trước sức ép cải cách từ nguy cơ các nước đế quốc từ phương Tây và cả đế quốc Nhật, vương triều Triều Tiên cải tổ trở thành Đại Hàn Đế Quốc. Đại Hàn Đế Quốc tiếp tục tồn tại thêm 10 năm nữa, đến năm 1907 thì chính thức rơi vào tay đế quốc Nhật Bản. Bán đảo Triều Tiên chịu ách thống trị của đế quốc Nhật Bản đến tận khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản đầu hàng, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền. Lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới, phía bắc vĩ tuyến 38 là quân đội Liên Xô làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Phía nam vĩ tuyến 38 là quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ này. Những hy vọng về một Triều Tiên thống nhất và độc lập nhanh chóng tan vỡ ngay sau quyết định này. Phía Bắc, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập, đối chọi lại với phía Nam là nước Đại Hàn Dân Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên giúp mình nhấn nút đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến của các bạn nhé.